Đội trưởng, này bọn tôi đến đây có việc gì? Hiểu, lần này tôi giao cho bạn rất là nguy hiểm. Nguy hiểm á? Chỉ vì thế, bạn anh gọi hạt tiêu và nhìn đi cùng đi. Không được, nếu mà nguy hiểm ấy, nhiệm vụ này, mình tôi đi. Bạn đừng chủ quan, nhiệm vụ này, bạn cần đồng đội của mình hỗ trợ. Một mình bạn, chưa chắc làm nhiệm vụ đâu. Sẽ quyết tâm làm xong nhiệm vụ, sẽ không bao giờ để em gái tôi rơi vào nguy hiểm được. Tôi đi đây đội trưởng. Có phải kinh nữa không? Không biết, hôm nay anh ngại lắm. Cho hôm nay không quát mình. Ồ, anh ơi, anh bị làm sao ấy? Anh có bị ốm ở đâu không? Ốm đi đâu hay được. Mà này, lần sau ra ngoài đường, nếu mà nhìn đường ấy, nhớ mày nguy hiểm lắm đấy. Mà thôi, hãy đưa về nhà đi. Vâng, bọn em biết rồi. Mà anh ơi, anh vừa ở chỗ đội trưởng về đúng không? Hôm nay không có nhiệm vụ gì ấy? Không, không làm gì có nhiệm vụ gì. Mà lại tiêu, để anh đi góp được ấy, để dưới cầm giường ấy. Còn mà tiêu, thích mua gì thì mua nhá. Cái gì cơ? Nhìn nhìn, hôm nay anh ấy cho tiền đó. Chắc anh chuẩn bị ấm đầu rồi. Anh ơi, anh có bị làm sao thì bảo em mua thuốc cho. Ừ, anh đừng như thế, em sợ lắm. Trời ơi. Cho không nói, không cho không nói. Cầm về nhà mà lấy tiền mà tiêu đi. Về. Nhà anh. Cứ như khi phải nói nặng. Làm gì đấy? Ta đang tập thể dục. Ồ, tập tương sinh à? Ừ, mà mày và người ta từ lúc nào ấy? À, ta có chuyện này, hiểu. Chuyện gì? Cứ nói đi, không phải ngại đâu. À, ngày mai ta chuẩn bị lên thành phố một thời gian, nên là tao nhờ mày chăm sóc Nhi Nhi đẹp tiêu một thời gian được không? Ui giận, tưởng cái gì cơ, đơn giản. Mày nói vậy, tao yên tâm rồi. Mà này, mày cũng thế nhá, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thôi, tao tự sinh đi, tao đi đây. Ô, ô bên đại đấy nhở? Thôi, để tao tự sinh tiếp. Này, Hàn Thiêu ơi, cậu có thấy anh Trung lạ lạ không? Nãy giờ tôi cũng đang nghĩ này, nhưng mà chưa biết là có chuyện gì để khiến cái tính tình từ cọc cằn trở nên hiền hậu như vậy. Lạ quá, không thể hiểu nổi. Hay là tôi với cậu đi tìm hiểu đi, xem anh Trung gặp chuyện gì. Ờ đúng, là anh ấy hiền lành như thế, rất là tốt cho bọn mình. Nhưng mà tôi không có quen, tôi quen anh như thế kia rồi. Hay là bây giờ bọn mình đi tìm nguyên nhân đi, tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đứng sau ấy. Ừ, hay chúng ta đi tìm gặp đội trưởng đi. Gặp đội trưởng à? Ồ vâng, có khi đội trưởng sẽ biết chuyện gì đấy. Ta đã cảm nhận được một sức mạnh tuyệt vời. Lỗ đen. Chẳng là sức mạnh. Đây kìa, dừng ngay đây lại. Đội cảm nhận đẹp ai. Cả người ấy quá muộn rồi. Nhìn lên trời mà xem. Người chẳng là sức mạnh. Mới chỉ có thế thôi sao? Sức mạnh của ngươi bây giờ không còn của ta đâu. Chuyện gì đang xảy ra với em trai của tôi không? Hôm nay thấy anh ấy lạ lắm. Chúng chuối à? Tôi thấy vẫn bình thường mà. Bình thường sao? Nhưng chúng tôi lại không thấy bình thường. À, mà mấy hôm nay không có nhiệm vụ thì sao ạ? Các bạn hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Có một số nhiệm vụ nhỏ tôi giao cho đội khác rồi. À, mà đội trưởng, anh Trung vừa đến đây, ông có biết là anh ấy đi đâu rồi không? Đi đâu làm sao mà ta biết được? Đi về nghỉ ngơi đi, hỏi nhiều thế. Thiêu ơi, sao đến cả đội trưởng hôm nay cũng lạ thế nhở? Mất cả hai đứa mình cơ. Thôi đi về đi, không tí nữa lại ăn một trận nữa. Được rồi, chào đội trưởng. Chào đội trưởng, chúng tôi đi về đấy. Chúng tôi đi về. Chết.
Mang theo người theo. Là gì thế? Này này này, bình tĩnh bình tĩnh. Người mà làm như vậy là người mất mạng đấy. Mất mạng? Mất mạng thì đã sao? Chỉ cần bảo vệ đến cái thân của ta và trái đất này. Cùng hối tiếc. Giải thể. Không đi nào, cứ. Tôi cảm thấy có chuyện không lành đang xảy ra với anh Trung. Này, hay là anh Trung gặp chuyện gì nhỉ? Này, tôi có thấy anh ấy lạ lạ. Mà từ sáng đến giờ, chả thấy anh ấy đâu cô. Nhi Nhi, cô về trước đi. Tôi phải đi tìm anh Trung đây. Ừ, tôi đi với. Anh Trung là anh của tớ mà. Đi được không? Dạ. Đi. Anh đưa đây, anh đưa. Anh Thắng. Có chuyện lớn rồi. Làm sao? Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh thế nào. Trung chuối y xin nhiều. Anh Thành, sao anh lại nói như thế? Chuyện này không bao giờ đùa được đâu, em không tin. Mà anh Thành ơi, làm sao anh biết được chuyện này? Chuyện là anh đang đi trên đường thì nhìn thấy. Ô, Trung chuối đang đứng với ai nhỉ? Được khắc ám à? Mình phải đứng đây xét tình hình như nào được. Mất mạng thì đã sao? Cần bảo vệ đến người thân của ta và trái đất này. Không hối tiếc. Giải thể. Không đi nào. Trung chuối. Không thể nào. Chuyện là như vậy đây. Anh ở đấy mà không giúp gì được Trung. Anh Trung, sao lại như thế được? Tại sao? Hàn Tiêu, em bình tĩnh. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, cũng không cứu vãn được nữa. Nhưng mà anh có thể chứ? Tại sao anh thương ở em mà anh thấy thế hả? Không, bình tĩnh đi. Tôi nghĩ chắc là thần lực hợp ám mới làm xong chuyện này. Thần lực hợp ám? Phải trả thù! Hàn Tiêu! Anh này, còn nhìn gì nữa? Mau đuổi theo! Theo bài, anh em vào xung quanh! Có chuyện rồi! Đi theo ta! Hàn Tiêu, cô phải bình tĩnh lại đi! Cứu làm sao rồi? Điều chuyển thế giới cho ai? Tôi được nhiệm kéo ai? Tại đang làm gì các ngươi? Phá nhà của ta! Làm gì à? Tôi chính các ngươi! Mà anh sao mà nó không còn nữa rồi? Mày, điều chuyển hết! Anh trả ngươi! Có liên quan gì tới ta chứ? Thế lực hợp ám các ngươi, tôi phải trả ra! Mạnh như vậy. Được rồi. Không được. Thế là bức án rất là đông. Cậu không thể đánh lại hết bọn chúng đâu. Tại sao không được chứ? Anh Trung, anh ngoan lắm mà. Anh Trung. Hàn Tiêu, hãy bình tĩnh. Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng bạn hãy nghe tôi nói. Thôi, ông đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Ông thì biết cái gì chứ? Người thì cũng đã mất rồi. Ông làm được gì đâu chứ? Tôi xin lỗi. Đó là lỗi tại tôi. Nhưng chúng ta có một tia hy vọng. Khi chúng chuối giải thể, vẫn còn một thẻ bài sinh mệnh. Nếu chúng ta tìm được, thì có thể hồi sinh được chúng chuối. Sao? Có tia hy vọng sao? Thật yêu, cậu đừng lo nữa. Vậy là có một chút hy vọng rồi. Mong là vậy. Bây giờ, chúng ta mau đi tìm thẻ bài sinh mệnh. Liệu Hàn Tiêu có tìm được thẻ bài sinh mệnh cứu sống chúng chuối không? Mời các bạn theo dõi diễn biến tập sau. Cái này là tao đào trộm thư viện của sư phụ đấy. Anh Trung đâu rồi? Anh Trung ơi! Anh Trung! Anh Trung
Anh Trung đâu rồi? Anh Trung! Anh Trung ơi! Đội đầu ơi, bây giờ phải làm thế nào? À, lúc nãy anh Trung có nhắc đến sư phụ, hay là cậu hỏi sư phụ xem? Đúng rồi, để tớ đi hỏi sư phụ. Chúng ta đi thôi. Ơ khoan đã, thế còn đồ thì ai trông? Hay là cậu ở lại đây trông đồ đi, để tớ đi, xong rồi tớ về. Cậu đi cẩn thận nhá. Người là ai? Sao lại bắt ta? Ta là ta? Tao là con chuột tinh, ta nằm dưới gốc cây hoa. Chuột tinh á? Cây hoa? Không lẽ? Đúng vậy, mày cũng thông minh hơn cái khuôn mặt của mày đấy. Chính vì nhờ mày, ta đã thoát ra khỏi được cây hoa. Ta cứu mày, mà mày đối xử ân nhân như thế à? Để trả ơn mày, ta sẽ lấy thịt mày để làm bữa ăn đầu tiên của tao. Này, ngươi đừng có mà manh động. Ngươi biết em gái ta là ai không? Ngươi có em gái cơ à? Thế thì để ta bắt cả em gái ngươi nhá, về cho ngươi đỡ cô đơn nhá. Đúng rồi, mày bắt cả nó đi, chuyện nó ngon lắm. Được, ta đi. Nhưng mà không được. Làm sao đây? Ta mà đi ấy, ngươi chạy mất thì sao? Ta làm sao chạy được, đi chó như này cơ mà. Ta phải thịt ngươi trước, xong mới bắt em gái ngươi. Sao con chuột thì khôn thế nhở? Ngươi là bẩn gì đấy? Này, mày không bắt em gái tao đi á, nó chạy nhanh lắm đấy. Chứ còn tao bị trói này, làm sao mà chạy được? Nhanh đi. Ý của ngươi cũng hay đấy, thế thì ta đi đây. Tới kia, bọn thả cho tao ra. Hà Tiêu, bố cứu anh. Anh Trung, anh cứ yên tâm, em sẽ cứu anh ra khỏi đây. Em sẽ cứu anh ra khỏi đây. Em tưởng tao quá nhỉ? Thế mày đã không biết gì rồi, em gái ta mạnh lắm. Phải thế chứ, anh biết em là ai mà. Em là Lý là Trà Hạt Tiêu ấy. Sợ quá cơ. Kệ ngươi, ngươi không sợ cũng phải sợ. Tôi đang nào, tôi đang nào. Đúng rồi Hạt Tiêu, chưa nói đi. Tôi chạy đi. Anh Trung, mau tránh đi. Còn ăn quả mà nó thế rồi. Sao lại rời khỏi đây được nhỉ? Thật chứ, cẩn thận. Ngươi định chạy đi đâu? Chúng mình đi đâu đây? Cướp được nhà mới à? Hạt Tiêu đi lâu thế, không biết đã tìm ra anh Trung chưa? Bây giờ đi đâu? Là cha, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy. Bây giờ ngươi biết được điều này thì đã quá muộn rồi. Ta chưa dùng đến tuyệt chiêu đâu, ngươi đừng có đắc ý. Ngươi còn mạnh khỏe gì thì lôi ra hết đi, ta tiếp ngươi vào thế. Dành con công cuồng, hãy xem ta đây. Dạy con, người đâu rồi? Tay đâu với ta? Người giờ mày ép ta. Ngươi đâu? Được, ta tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa, từ nay về sau không được hại ngươi nữa. Được, ta hứa.
Tao thả cho ngươi. Đã thả, đã thả. Anh Trung. Ơi con này, đánh mỗi quái cả con mà mai hôm sau. Nộp thi à? Sao Tiêu lâu về thế nhở? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Được tối cho tao. Được chưa? Về đi. Thế nào rồi? Có đi quả đi đâu? Em thả nó đi rồi. Sao mày thả nó? Nó đòi ăn thịt tao đấy. Nó đòi chứ nó đã ăn rồi mà anh cứ làm quá lên thế. Thôi đi, nó đợi đang chờ kìa. Anh Trung, Hà Tiêu, hai người về rồi ạ. À? Ừ, tớ về rồi đây. Gì? Anh Trung, anh có sao không? Tao có sao đâu. May cho anh đấy, lần sau chừa nhá. Thấy cái gì ở ngoài đường là tay máy. Tao biết làm sao được. Tao biết nó là yêu quái, còn lâu rồi tao mới động vào. Hóa ra cái đó hoa đấy là yêu quái biến thành à anh? Ờ. Thôi, thu xếp đồ còn lên đường. Anh đã mất nhiều thời gian của mọi người lắm rồi đấy. Đi đi. Ta đã được giải thoát rồi. Này, Hà Tiêu, cởi cái áo này ra đi. Mặc vào giống như con dở ấy. Nhận. Dở gì? Đẹp này cơ mà. Mày nhìn thấy Trung cộng với cái bò này. Đâu cái bò đâu? Ném nhậu cái áo ra cái gì? Lâu lắm mới được thả đi chơi. Phải gọi cho Thái Thượng Ốc Quân dù đi chơi mới được. À. Cái gì kìa? Là cha chuối đậu. Không ổn rồi. Phải lé sao này ra. Anh Trần chết. Ê. Ê, ở đâu? Anh thấy chưa? Có trai là quên luôn bạn bè. Đi. À. Anh Trần chết. Anh lại chơi với em à? Chơi bài gì? Tao tin mày đấy, muốn bỏ ra. Muốn đi ra. Trời. Mà tao chết, ngươi đi đâu mà lang thang ở đây đấy? Phải ngu, nó tìm đồ đậu. Ờ nhỉ. Ôi dồi ôi, tao xin mày. Đâu tao xin chúng mày. Tao rảnh quá à. Nhà bao việc. Đi ra. Thôi, nhà bao việc. Đi kiếm đồ đậu thì nói ra. Phân tẩu. Đồ đậu, tao chơi với tao chết đi. Để tớ với anh Trung đi kiếm đồ ăn này. Ờ, thôi đi. Muốn đi ra. Này, cho con đồ đậu cho cẩn thận nhá. Nó mà sức bẻ cái nào, mày chết với tao. Đi đứng em gì nữa. Làm kia cản vui á. Nhìn, nó đổ lắm. Anh đi từ từ thôi, đợi em. Anh Trần chết rồi. Này. Anh Trần chết. Đợi em. Anh Trần chết. Đối tượng của ta đây rồi. Anh Trần chết. Cuối cùng thì anh cũng chịu đứng lại. Em chạy theo anh mệt lắm rồi. Làm sao đấy? Sao mắt anh đỏ thế? Anh bị đau mắt à? Anh Trung, anh không nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tiếng của đậu đậu. Đậu đậu á? Cậu vừa hét lên xong. Bọn nó nô với nhau thì vui nó hét lên thôi. Em nghe thấy tiếng lạ lắm, đi thôi em. Con này. Đồ đậu. Thật chân, người đã làm gì bà ta? Thật chân, người... Nó phải thật chân đâu. Đi lại. Đi theo đi, đi theo đồ đậu. Đồ đậu, đồ đậu, đồ đậu.
ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Nội Bầu, ngươi là ai? Tại sao lại hại bạn ta? Ta là ai à? Anh Chu! Dậy nấu cơm đi. What? Dậy nấu cơm. Dậy. Hóa ra trời là mơ à? Mày mơ cái gì đấy? Mày mơ tao chết à? Đúng rồi, em mơ anh chết. Mày dám mơ tao chết á? Đi nấu cơm. Đi. Đi thì đi, cái gì mà căng? Em cháu dám mơ mình chết à? Bố đi học đấy à? Vâng ạ. Mà bố ơi, đầu năm học mới, cô giáo chủ nhiệm nhắc con đóng tiền học bố ạ. À. Ừ, bố biết rồi. Mấy hôm nữa bố khắc đóng cho con nhé. À, bố cũng xin được công việc mới rồi. Bố được làm quản lý đấy. Nên con cố gắng học hành, bố sẽ kiếm tiền để lo cho con. Con không phải lo đâu. Vậy tốt quá rồi bố ạ. À. Bây giờ con phải đi học rồi. Bố đi làm đi.
Ừ thôi, con đi đi. Vâng, con chào bố ạ. Sinh nhật của Táo Xanh. Lát mình phải xin ông chủ về sớm, mình ứng tiền đi mua cho con bé chiếc bánh kem nó thích mới được. Ra làm việc đi. Chị có chiếc bánh nào tương đương không? Để cho tôi. Tôi còn cái này 70.000. Nếu bác lấy cho con thì để cho bác là 63.000. Bác mang sinh nhật cho tôi. Con mang sinh nhật cho con thôi nhé. Dạ, vậy tôi cảm ơn chị ạ. Thế chị gói giúp tôi rồi ghi chữ mừng sinh nhật Táo Xanh nhé. Hôm nay chắc Táo Xanh bất ngờ và vui lắm đây. Táo Xanh ơi, sao con lại béo vậy? Bố đi làm về rồi đây. Bố, bố ơi. Ơi, bố đây. Thôi, con nín đi. Bố về muộn có một tí mà. Hôm nay, bố có điều bất ngờ cho con đây. Tên em tên, chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Hôm nay, bố đang mua bánh kem mà con thích đây này. Bố lấy tiền ở đâu mà mua bánh sinh nhật cho con đây ạ? À, hôm
hôm nay bố quản lý tốt nên bố được thưởng ấy mà. Bố đừng nói dối con nữa. Hôm nay đi học về con đã nhìn thấy hết rồi. Con thương bố lắm. Bố xin lỗi con, cũng chỉ vì sợ con mặc cảm với hoàn cảnh của gia đình mình mà lại sinh ra chán học nên bố đã nói dối như vậy. Bố ơi, dù bố và hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn cố gắng học tập, con sẽ không nản chí đâu bố ạ. À. Ừ, con gái yêu của bố ngoan lắm. Bây giờ bố con mình cùng tổ chức sinh nhật cho con nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ bố châm nến, con táo xanh nước đi nhá. Dạ vâng. Happy birthday to you, happy birthday to you, mừng sinh nhật táo xanh, happy birthday to you. Con ô, chúc mừng sinh nhật táo xanh. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Ừ, con cắt bánh đi. Dạ vâng ạ. Để con cắt cho bố trước. Được rồi, hai bố con mình ăn đi. Dạ vâng.